Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình thời sự hôm nay tối thứ năm, ngày 18 tháng 7 có một số nội dung chính sau đây. Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành hội nghị lần thứ 52 cho ý kiến một số nội dung quan trọng. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các địa phương thăm tặng quà các gia đình chính sách người có công nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Ban tổ chức hội nghị quốc tế lần thứ 8 mạng lưới công viên địa chất toàn cầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương tổ chức họp báo cáo tiến độ công việc và triển khai nhiệm vụ. Chiều ngày 18 tháng 7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành hội nghị lần thứ 52. Đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị đã thực hiện công tác tổ chức cán bộ cho ý kiến các nội dung tờ trình của đoàn kiểm tra 1678. Xin ý kiến đối với báo cáo kết quả kiểm tra và dự thảo thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra chỉ thị số 60 CTTU ngày 26 tháng 3 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, nghe báo cáo tổng hợp kết quả xác minh tài sản, thu nhập đối với 24 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2024. Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh nhất trí với các nội dung tờ trình báo cáo tại hội nghị đối với báo cáo kết quả kiểm tra và dự thảo thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra chỉ thị số 60 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, yêu cầu Ban Cán sự Đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan nghiên cứu nếu thấy cần thiết thì tham mưu xây dựng chỉ thị mới thay thế cho chỉ thị số 60 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để đảm bảo sự phù hợp với hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của nhà nước và chức năng nhiệm vụ của các cơ quan thực hiện công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh trong công tác tuyên truyền pháp luật đối với các bộ luật, thông tư, quy định liên quan và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nhất là các lực lượng ở địa bàn cơ sở trực tiếp làm công tác tiếp nhận, phân loại, thụ lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm. Yêu cầu Ban Cán sự Đảng, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh, Chi bộ Kiểm lâm tỉnh kiến nghị với ngành dọc Trung ương nghiên cứu đề xuất với Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền về các nội dung có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao. Cho ý kiến kết luận về báo cáo tổng hợp kết quả xác minh tài sản thu nhập đối với 24 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2024, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ban hành văn bản đôn đốc quán triệt tổ chức đảng, đảng viên có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập hàng năm, thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập đảm bảo đúng quy định hướng dẫn. Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức quán triệt hướng dẫn các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước liên quan đến kiểm soát tài sản thu nhập. Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024, sáng ngày 18 tháng 7, đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và Thành ủy. Thăm và tặng quà thương binh 82% Nguyễn Mạnh Phấy ở tổ 2 phường Đề Thám và bệnh binh 82% Phan Quốc Bảo tổ 8 phường Ngọc Xuân, Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe cũng như điều kiện cuộc sống hiện tại của các gia đình chính sách, mong muốn các gia đình vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống, giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và giáo dục thế hệ trẻ cho lao động học tập, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đến thăm, tặng quà bà mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Khuya, 98 tuổi, xóm 4, xã Vịnh Quang,
và bà mẹ Việt Nam anh hùng Lâm Thị Mèn, 90 tuổi, tổ 1, phường Hợp Giang, Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh trân trọng cảm ơn và bày tỏ sự tri ân các mẹ, các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong các bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống, vươn lên phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành, đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, thường xuyên chăm lo cả về vật chất và tinh thần cho các gia đình thân nhân liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, thăm hỏi giúp đỡ các gia đình vươn lên trong cuộc sống. Đoàn công tác của tỉnh cũng ủy quyền cho thành phố chuyển 21 suất quà tặng cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Sáng ngày 18 tháng 7, Ban tổ chức Hội nghị quốc tế lần thứ 8 Mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu khu vực Châu Á-Thái Bình Dương tổ chức họp báo cáo tiến độ công việc và triển khai các nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức hội nghị chủ trì cuộc họp. Sau cuộc họp triển khai nhiệm vụ vào tháng 4 năm 2024, đến nay các công việc được phân công cơ bản, được nghiêm túc triển khai. Tuy nhiên, vẫn chưa đúng tiến độ và còn gặp nhiều khó khăn. Ban tổ chức hội nghị đã thành lập 4 tiểu ban và phân công nhiệm vụ cho các tiểu ban, nội dung, an ninh, trật tự, y tế, truyền thông và lễ tân hậu cần khánh tiết. Về công tác tập huấn nguồn nhân lực, đã tổ chức tập huấn cho học sinh, các đối tác cơ sở kinh doanh dịch vụ, phối hợp với Học viện Ngoại giao lựa chọn 100 sinh viên tình nguyện tham gia phục vụ hội nghị. Tiếp nhận 88 đại biểu quốc tế đến từ 10 quốc gia tham dự trên cổng đăng ký, gửi thư mời các đại biểu làm việc với đại diện Ban điều hành mạng lưới, phối hợp với chuyên gia tư vấn UNESCO lựa chọn quà lưu niệm cho đại biểu, tổ chức tuyển chọn 6 tình nguyện viên đại diện cho các dân tộc thiểu số tham gia quảng bá tại hội nghị, triển khai tin bài truyền thông về hội nghị trên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Giai đoạn tiếp theo, tỉnh tiếp tục hoàn thành các lớp tập huấn trước ngày 20 tháng 8, hoàn thiện đề cương nội dung quảng bá về hội nghị, tổ chức họp báo tại Hà Nội vào tháng 8, hoàn thiện các kịch bản chi tiết chương trình bộ nhận diện, lựa chọn khảo sát các điểm lưu trú xây dựng thực đơn phục vụ đại biểu. Trao đổi tại cuộc họp, các thành viên ban tổ chức thảo luận một số nội dung về công tác đối ngoại, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đưa đón đại biểu, chỉnh trang đô thị. Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị địa phương, đặc biệt là Ban Quản lý Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng trong triển khai một số nội dung công việc, mặc dù khối lượng công việc lớn, lần đầu tiên tổ chức tại Cao Bằng, gấp rút về thời gian, không tránh khỏi khó khăn. Tuy nhiên, để hội nghị tổ chức thành công, đồng chí đề nghị các đơn vị tiểu ban cần khắc phục các khó khăn vướng mắc, tiếp tục rà soát kiện toàn, giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên các tiểu ban, báo cáo xin ý kiến để tháo gỡ kịp thời các khó khăn. Bên cạnh đó, trưởng ban tổ chức hội nghị nhất trí các nội dung bổ sung trong kế hoạch tổng thể, tuy nhiên cần cân nhắc chi tiết, chú trọng vấn đề an ninh, an toàn, nội dung chính của hội nghị cần đảm bảo. Đề nghị các huyện, thành phố rà soát lại cơ sở vật chất, chỉnh trang tại các điểm tham quan, cảnh quan đô thị với tinh thần tiết kiệm, hiệu quả nhưng phải đáp ứng được công việc. Đề nghị các đơn vị chủ động báo cáo công khai, minh bạch, rõ ràng, khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu đề ra. Tại huyện Bảo Lạc, đồng chí Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đến thăm tặng quà cho các gia đình chính sách tại xã Hồng Trị, xã Bảo Toàn và thị trấn Bảo Lạc. Đến thăm các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống gia đình, tình hình phát triển sản xuất, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các gia đình chính sách, mong muốn các gia đình giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, gương mẫu thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và giáo dục thế hệ trẻ trong lao động học tập, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đề nghị các cơ quan đoàn thể, chính quyền địa phương phải luôn quan tâm thực hiện tốt đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, kịp thời hỗ trợ giải quyết các nhu cầu cấp thiết, chăm lo chu đáo đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Ngày 18 tháng 7, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Trùng Khánh. Cùng đi có lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải và huyện Trùng Khánh.
đoàn đã đến thăm và tặng quà mẹ liệt sĩ Nông Thị Thâm, xóm Bắc Bó, xã Cao Thăng, bệnh binh Mã Tự Lý ở xóm Bản Phang, xã Đàm Thủy, nạn nhân chất độc hóa học Nông Văn Quýt ở xóm Bản Hang và Ngân Bá Phú ở xóm Đông Long, xã Chí Viễn. Thăm gia đình ông Đàm Văn Rượng, bệnh binh 87% ở xóm Đỏng Ỏi, xã Ngọc Khê. Thăm tặng quà ông Nông Văn Tiêm, người hoạt động cách mạng bị địch bắt, tù đày tại tổ 3, thị trấn Trùng Khánh. Tại các nơi đoàn đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Văn Thạch đã thăm hỏi tình hình sức khỏe và đời sống của các đối tượng chính sách, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh đã không tiếc máu xương, sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, tích cực tham gia và ủng hộ các phong trào ở địa phương và là tấm gương mẫu mực cho con cháu học tập noi theo. Dịp này, đoàn cũng ủy quyền cho huyện Trùng Khánh chuyển 19 suất quà của tỉnh tặng cho các gia đình chính sách người có công trên địa bàn huyện. Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, các địa phương đã tổ chức đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà và động viên các gia đình chính sách trên địa bàn. Tại huyện Hà Quảng, đoàn công tác huyện ủy đã đến thăm hỏi gia đình thương binh Thân Thị Xuân, thương binh Nông Văn Hưng, bệnh binh 63% Hứa Văn Dương, gia đình thân nhân liệt sĩ thị trấn Xuân Hòa, thăm gia đình thương binh Nông Văn Niên và các gia đình Hoàng Thị Hoa, Nông Thị Ba và bà Hà Thị Giới, đều là vợ liệt sĩ tại xóm Sóc Giang và xóm Nà Cháo, xã Sóc Hà. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo thường trực huyện ủy đã ân cần thăm hỏi động viên các thân nhân gia đình chính sách đã cống hiến hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống của dân tộc, đoàn kết vươn lên trong cuộc sống. Dự kiến huyện Hà Quảng sẽ thành lập 7 đoàn đi tặng quà các gia đình chính sách với số tiền trên 33 triệu đồng được trích từ quỹ đền ơn đáp nghĩa của huyện. Các đoàn công tác huyện Hòa An đã đến thăm tặng quà thương binh Phùng Bá Lâm và thương binh Lương Văn Phong ở xóm 6 Bế Triều, bệnh binh Đặng Hữu Bình ở xóm Thái Cường, thương binh Hoàng Văn Lầu ở xóm Bằng Hà và thương binh Đàm Đình Phấn ở phố Hoàng Bó, thị trấn Nước Hai. Thăm ông Nguyễn Văn Thủy, nạn nhân chất độc hóa học và các gia đình thân nhân liệt sĩ tại xã Hồng Việt. Tại xã Hoàng Tung, đến thăm tặng quà gia đình bệnh binh Nguyễn Khánh Hoạt, gia đình ông Sầm Văn Khấn, con liệt sĩ, xóm Bó Lếch. Thương binh Lê Quang Điện, xóm Bến Đỏ, bệnh binh Bùi Quang Vinh, gia đình bà Đàm Thị Bay, con liệt sĩ, xóm Đoàn Kết, thương binh Nông Văn Thư và nhiễm chất độc hóa học, gia đình bà Hoàng Thị Oanh, con liệt sĩ, xóm Cao Minh, gia đình bà Nông Thị Nơi, con liệt sĩ, xóm Hạnh Phúc. Các đồng chí lãnh đạo huyện bày tỏ tri ân những cống hiến đóng góp to lớn của các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống gia đình cách mạng, động viên con cháu gương mẫu thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Đề nghị địa phương quan tâm tạo điều kiện để các gia đình chính sách người có công vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Sáng ngày 18 tháng 7, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành khóa 9, nhiệm kỳ 2023-2028 mở rộng, sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. 6 tháng đầu năm, Hội Nông dân các cấp tổ chức 2.138 cuộc tuyên truyền giáo dục cho hơn 119.800 lượt cán bộ hội viên nông dân, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho trên 11.500 lượt, vận động 24.780 hộ nông dân đăng ký danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp năm 2024. Đến nay, Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh quản lý 74,4 tỷ đồng, thực hiện 385 dự án với 2.624 hộ tham gia, phối hợp với các ngân hàng ủy thác cho hơn 19.000 hội viên nông dân vay vốn, phát triển kinh tế. Các cấp hội nông dân huy động đóng góp 996 triệu đồng trên 24.500 ngày công lao động vệ sinh, làm đường, nạo vét kênh mương, đóng góp kinh phí xóa 69 nhà tạm, nhà rột nát, di rời 67 chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà ở, kết nạp 605 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 93.643 hội viên. 6 tháng cuối năm,
Các cấp hội nông dân tập trung đẩy mạnh tuyên truyền nghị quyết Đại hội Hội nông dân các cấp gắn với tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và phát triển kinh tế tập thể, vận động, hướng dẫn hội viên nông dân phát huy nội lực, phát triển các mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác, khai thác các nguồn lực để hỗ trợ xây dựng mô hình điểm, mô hình phát triển kinh tế, mô hình giảm nghèo bền vững. Hội nghị bầu bổ sung một ủy viên Ban chấp hành Hội nông dân khóa 9, nhiệm kỳ 2023-2028. Ngày 18 tháng 7, huyện Quảng Hòa tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, đoàn viên, công nhân, viên chức lao động có ý kiến kiến nghị về việc xây dựng nhà công vụ cho giáo viên, xem xét chế độ chính sách chuyển vùng đối với cán bộ, viên chức, người lao động công tác tại vùng khó khăn, phụ cấp đối với cán bộ, công đoàn, chế độ chính sách đối với nhân viên thư viện, nhân viên bảo vệ tại các trường học, xem xét giảm giờ dạy cho giáo viên làm công tác công đoàn chuyên trách, xem xét hỗ trợ về nhà ở cho hai đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở khi bàn giao đất cho dự án đường cao tốc Đồng Đăng Lạng Sơn Trà Lĩnh Cao Bằng, một số vấn đề liên quan đến việc đóng bảo hiểm xã hội, lĩnh vực thi đua khen thưởng, chính sách hỗ trợ vốn, nhà ở cho viên chức, người lao động. Các ý kiến kiến nghị của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động đã được lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, lãnh đạo huyện và các cơ quan ban ngành tổng hợp trả lời. Đồng thời, các đơn vị quan tâm giải quyết các ý kiến kiến nghị đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng hợp pháp của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động theo quy định. Trong hai ngày 16 và ngày 17 tháng 7, đoàn công tác thường trực huyện ủy Bảo Lâm đến kiểm tra đánh giá tình hình kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm 2024 tại thị trấn Bắc Miều và xã Đức Hạnh. Trên cơ sở phân bổ vốn, thị trấn Bắc Miều đã triển khai thực hiện dự án 2, tiểu dự án 1 của dự án 3, dự án 7 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, cấp phát 78 con bò cái sinh sản, hộ nghèo, cận nghèo, giải ngân 1,2 tỷ đồng cho 30 hộ xây mới, sửa chữa nhà, chương trình phát triển kinh tế xã hội giải ngân trên 1,9 tỷ đồng, hỗ trợ giống bò cái sinh sản cho 107 hộ nghèo và hộ cận nghèo. Bí thư huyện ủy đề nghị thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của các chương trình, tăng cường trao đổi học hỏi kinh nghiệm để định hướng triển khai phù hợp với địa phương, làm tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng, thường xuyên đôn đốc trao đổi, phân công cán bộ có chuyên môn bám sát địa bàn, phối hợp với phòng chuyên môn của huyện, tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình, đẩy nhanh tỷ lệ giải ngân vốn theo kế hoạch. Tại xã Đức Hạnh, 6 tháng đầu năm, xã thực hiện gieo trồng quế hồi được 17 ha đạt 85% kế hoạch, hỗ trợ 55 hộ trên 67 hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Từ nguồn vốn sự nghiệp, các chương trình mục tiêu quốc gia, xã thực hiện giải ngân trên 3,2 tỷ đồng cho 4 công trình. Qua kiểm tra, đoàn chỉ ra một số hạn chế tồn tại, đề nghị xã rà soát các hồ sơ, đánh giá lại từng dự án, bổ sung thêm các thông tin để có cơ sở dữ liệu thực hiện, đề xuất chuyển sang thực hiện dự án khác đối với một số dự án không thực hiện được, đánh giá các chỉ tiêu thực hiện dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chế độ chính sách giảm nghèo, chú trọng thực hiện các giải pháp giảm nghèo theo đa chiều, góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Ngày 18 tháng 7, đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố về việc kiểm tra công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm lĩnh vực nông lâm thủy sản. Đoàn đã kiểm tra trực tiếp tại hai cơ sở sản xuất kinh doanh thạch đen, bánh bò tại tổ 6 phường Tân Giang và cơ sở làm giò chả tổ 11 phường Hợp Giang. Qua kiểm tra, các cơ sở thực hiện tốt các quy định về thủ tục hành chính, điều kiện, trang thiết bị, cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn về vệ sinh thực phẩm. Đoàn đã tiến hành nhắc nhở đối với một số nội dung đề nghị cơ sở khắc phục. Trên địa bàn thành phố hiện có 450 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. Từ năm 2021 đến nay, thành phố đã cấp phát trên 9.500 tờ rơi và 20 băng rôn tuyên truyền về an toàn thực phẩm cho các hộ kinh doanh, thẩm định và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 91 cơ sở sản xuất kinh doanh, tổ chức cho 1.946 hộ sản xuất kinh doanh nông sản nhỏ lẻ, ký cam kết an toàn thực phẩm, thường xuyên kiểm tra an toàn thực phẩm các dịp lễ Tết, tháng hành động. Tại buổi làm việc, Ủy ban Nhân dân thành phố kiến nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần có hướng dẫn cụ thể, tiêu chí để xác định đối tượng sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ phải ký cam kết an toàn thực phẩm và phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
có cơ chế hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác quản lý an toàn thực phẩm cho thành phố, mở lớp tập huấn công tác quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm. Phát biểu kết luận, trưởng đoàn kiểm tra đề nghị thành phố tăng cường các giải pháp đồng bộ để siết chặt quản lý an toàn thực phẩm, tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thực hiện nghiêm các quy định an toàn thực phẩm, rà soát danh sách các hộ kinh doanh có nhu cầu tham gia tập huấn về an toàn thực phẩm, chủ động nắm bắt thị trường, quản lý chặt chẽ nguồn gốc xuất xứ các mặt hàng thực phẩm. Các phường xã tăng cường kiểm tra giám sát đối với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn về vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngày 18 tháng 7, khối thi đua 8 tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và tặng quà gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Cách Linh, huyện Quảng Hòa. Khối thi đua gồm Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường, Hội Nạn nhân chất độc da cam, Hội Bảo vệ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em, Hội Luật gia, Hội Khuyến học, Hội Cựu Thanh niên Xung phong, Đoàn Luật sư và Ban đại diện Hội Người cao tuổi. 6 tháng đầu năm, các đơn vị đã triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của cấp trên phát động, củng cố và phát triển tổ chức ngày càng sâu rộng, tổ chức tập huấn tuyên truyền cho nhân dân về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về các lĩnh vực liên quan, tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, giám sát thực hiện pháp luật, giám sát phản biện xã hội, tổ chức các phong trào quần chúng bảo vệ môi trường, xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn năm 2021-2030, vận động nguồn lực đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền trẻ em, chăm lo tạo điều kiện về các chính sách cho người khuyết tật, người cao tuổi. Nhân dịp này, khối thi đua 8 đã tặng 28 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các đối tượng là nạn nhân chất độc da cam và một số gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc xã Cách Linh, huyện Quảng Hòa. Trong hai ngày 17 và ngày 18 tháng 7, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Cao Bằng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2024-2029. Tham dự có đại diện tỉnh đoàn, lãnh đạo thường trực thành ủy cùng 107 đại biểu đại diện cho hơn 4.282 hội viên thanh niên trên địa bàn thành phố. Nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố thực hiện đạt và vượt 10 trên 10 chỉ tiêu trọng tâm công tác hội và phong trào thanh niên nổi bật, như phối hợp tổ chức cấp phát thuốc miễn phí cho 1.450 người, vận động thu được 480 đơn vị máu, thành lập 14 câu lạc bộ nghề nghiệp hoặc sở thích các cấp, 11 trên 11 hội cấp xã phường xây dựng ít nhất một mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế, tổ chức 825 hoạt động tình nguyện thường xuyên với hơn 15.546 lượt đoàn viên, hội viên thanh niên tham gia, xây dựng trên 80 công trình thanh niên, 3 công trình thắp sáng đường quê, phối hợp hỗ trợ xây dựng 11 nhà nhân ái, 8 sân chơi thiếu nhi, tổng kinh phí trên 1,5 tỷ đồng, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, duy trì hiệu quả 28 tổ tiết kiệm vay vốn với số dư nợ 54 tỷ đồng, duy trì 4 câu lạc bộ, hợp tác xã, 35 mô hình thanh niên làm kinh tế tiêu biểu có thu nhập trên 70 triệu đồng, kết nạp mới 1.850 hội viên, giới thiệu 2.425 thanh niên ưu tú cho đoàn kết nạp. Nhiệm kỳ 2024-2029, hội phấn đấu 100% cán bộ hội viên được quán triệt học tập và 80% thanh niên được tuyên truyền phổ biến về các nghị quyết của Đảng, đoàn và hội, phát triển mới 1.800 hội viên trở lên, giới thiệu trên 2.400 hội viên cho đoàn kết nạp, tư vấn hướng nghiệp cho trên 7.500 lượt thanh niên. Tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 1.400 thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu hỗ trợ ít nhất 5 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên. Đại hội đã hiệp thương Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố khóa 6, nhiệm kỳ 2024-2029, gồm 32 ủy viên, hiệp thương chọn cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh lần thứ 6. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố và Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên. Ngày 18 tháng 7, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Hòa An đến tiếp xúc cử tri hai xã Dân Chủ, Bình Dương sau kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân huyện. Sau khi báo cáo kết quả kỳ họp, cử tri hai xã kiến nghị nhà nước nâng cấp tu sửa tuyến đường giao thông Nà Vài, xã Nam Tuấn, Lũng Tao, xã Dân Chủ đã xuống cấp, đầu tư làm đường vào trường trung học cơ sở Dân Chủ, có ý kiến chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ làm đường giao thông vào nhà văn hóa xóm Mỏ Sắt và đường điện lên xóm Cao Sơn.
vấn đề cấp giống cây trồng cho nhân dân phù hợp với địa hình và thổ nhưỡng canh tác, quan tâm đầu tư bê tông hóa đường giao thông Bó Mị, Nà Vường, xã Bình Dương đã xuống cấp nghiêm trọng, đầu tư công trình nước sạch tại xóm Nà Phung, chỉ đạo nhà thầu tiếp tục thi công công trình mương thủy lợi Nà Vường. Đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Hòa An và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân hai xã Dân Chủ, Bình Dương đã tiếp thu giải trình những ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp chuyển tới cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Tiếp xúc cử tri phường Ngọc Xuân, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp thành phố và phường đã báo cáo kết quả kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 Hội đồng Nhân dân thành phố và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Cử tri phường Ngọc Xuân có 11 ý kiến kiến nghị các cấp quan tâm hướng dẫn người dân trong chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tại những vị trí đất sau thực hiện dự án, công trình. Chính quyền phường cần có phương án đảm bảo về điều kiện môi trường đối với một số hộ chăn nuôi. Đơn vị chức năng sớm sửa chữa các công trình kè, đường đã hư hỏng xuống cấp trên địa bàn phường. Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, các phòng ban chuyên môn thành phố, lãnh đạo phường Ngọc Xuân đã trả lời và làm rõ các ý kiến kiến nghị của cử tri nêu. Những ý kiến còn lại sẽ được tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp chuyển tới đơn vị, phòng chuyên môn của thành phố phối hợp giải quyết kịp thời. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Thạch An phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện sẻ chia giọt hồng yêu thương hưởng ứng chương trình hành trình đỏ lần thứ 9 tại tỉnh Cao Bằng năm 2024. Ngày hội thu hút hơn 270 tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, đoàn viên thanh niên, các cơ quan đơn vị, trường học trên địa bàn huyện đăng ký tham gia hiến máu. Các khu vực phục vụ công tác hiến máu được ban tổ chức bố trí rộng rãi, thoáng mát. Qua khám xét nghiệm sàng lọc máu, có 160 tình nguyện viên đủ điều kiện hiến máu, đạt 150% kế hoạch, tương đương 160 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn, được ban tổ chức tiếp nhận, góp phần bổ sung vào Ngân hàng Máu Quốc gia, phục vụ công tác cấp cứu điều trị, chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Thạch An đã tôn vinh, biểu dương khen thưởng 9 tập thể, 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện giai đoạn năm 2021-2023. Ngày 18 tháng 7, huyện Quảng Hòa tiếp nhận và cấp phát 60.720 kg gạo cứu đói giáp hạt năm 2024 cho 1.336 hộ, 4.048 nhân khẩu thuộc các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện với mức 15 kg gạo trên một người. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Quảng Hòa phối hợp với chính quyền các xã thị trấn cấp phát gạo cho các đối tượng, bảo đảm đúng đủ số lượng theo quy định. Trong đó, xã được hỗ trợ nhiều nhất là Phi Hải trên 7 tấn, xã Quốc Toàn gần 6 tấn, xã Hạnh Phúc hơn 5,5 tấn. Việc cấp phát gạo cứu đói góp phần giúp đỡ kịp thời các hộ gia đình nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, bảo đảm mọi người dân đều có đủ lương thực trong sinh hoạt hàng ngày, không bị đói, nhất là dịp giáp hạt, góp phần bảo đảm cuộc sống của nhân dân. Sáng ngày 18 tháng 7, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực triển khai, vận hành mô hình địa chỉ tin cậy cộng đồng do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thành lập cho 118 học viên tại 30 xã thuộc 7 huyện thực hiện dự án 8, gồm Thạch An, Nguyên Bình, Hòa An, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Quảng Hòa và Hạ Lan. Trong 2 ngày, các học viên được báo cáo viên Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh cung cấp truyền đạt một số nội dung về luật phòng chống bạo lực gia đình, nghị định và các văn bản chính sách liên quan hỗ trợ tư vấn pháp lý để người bị bạo lực lên tiếng, các vấn đề liên quan đến bạo lực gia đình và phòng chống bạo lực gia đình, công tác phối hợp thực hành các kỹ năng cơ bản trong tham gia vận hành địa chỉ tin cậy cộng đồng tại địa phương. Các học viên đã có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận những vấn đề vướng mắc khó khăn trong thực tiễn công tác tại cơ sở. Qua tập huấn giúp các học viên nâng cao năng lực vận dụng triển khai thực hiện có hiệu quả dự án 8 trên địa bàn mình phụ trách, góp phần giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và tiến bộ xã hội tại địa phương. Chi cục Dân số Kế hoạch Gia đình tỉnh vừa tổ chức nói chuyện chuyên đề chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cho hơn 50 đại biểu là người cao tuổi xóm Cao Xuyên, xã Quốc Toàn, huyện Quảng Hòa. Tại buổi truyền thông, các đại biểu được cung cấp những thông tin cơ bản về sức khỏe người cao tuổi, khái niệm, đặc điểm nhân cách, tâm sinh lý, giới thiệu một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi và cách phòng tránh, việc kiểm soát cân nặng,
mức cholesterol máu, chế độ ăn uống và các hoạt động thể chất, lối sống, cân bằng cuộc sống và công việc để tránh áp lực, phương pháp cách thức sử dụng thuốc và các loại thực phẩm chức năng. Trong đó, phân tích, liên hệ thực tế và chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức chăm sóc sức khỏe người cao tuổi từ việc luyện tập, chế độ dinh dưỡng, nâng cao thể chất và tinh thần. Qua truyền thông, giúp người cao tuổi cập nhật thêm kiến thức, biết điều chỉnh thói quen sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng cho hợp lý, từ đó chủ động phòng tránh và hạn chế các bệnh thường gặp, tăng cường sức khỏe, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Ngày 18 tháng 7 tại thành phố Cao Bằng đã diễn ra buổi hội đàm định kỳ quý 2 năm 2024 giữa 12 đồn biên phòng tỉnh Cao Bằng và tỉnh Hà Giang, Việt Nam với trạm hội ngộ, hội đàm bộ đội biên phòng địa khu Tịnh Tây, Trung Quốc. Trong quý 2, các đơn vị hai bên đã nghiêm túc phối hợp bảo vệ biên giới theo 3 văn kiện pháp lý biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc và các nhận thức chung mà lãnh đạo quân đội hai nước đã đạt được, tăng cường thông báo, trao đổi thông tin, tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân biên giới, thực hiện nghiêm quy định, phối hợp tuần tra kiểm soát, giám sát chặt chẽ các hoạt động xây dựng công trình trên biên giới, tham mưu cho chính quyền địa phương hai bên giải quyết tốt các vụ việc phát sinh, quản lý, bảo vệ an toàn đường biên cột mốc, chủ động tổ chức các hoạt động ý nghĩa nhân dịp lễ, sự kiện chính trị quan trọng của hai nước. Thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp thực hiện tốt thỏa thuận hợp tác biên phòng. Các biên bản đã được hai bên thống nhất ký kết, tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm tra, nhất là đối với các khu vực triển khai xây dựng công trình biên giới, cùng tham mưu cho chính quyền địa phương tiến hành xây dựng công trình biên giới cửa khẩu, phối hợp phát quang đường thông tầm nhìn biên giới theo đúng trình tự thỏa thuận, chủ động phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, qua đó góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Sáng ngày 18 tháng 7, huyện đoàn Bảo Lâm tổ chức lễ phát động ra quân hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 tại xóm Đon Sài, xã Nam Quang. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 với chủ đề Năm thanh niên tình nguyện được triển khai với một chương trình và 4 chiến dịch bao gồm chương trình tiếp sức mùa thi, chiến dịch tình nguyện, mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, kỳ nghỉ hồng và hành quân xanh. Hưởng ứng chiến dịch, huyện đoàn Bảo Lâm đã lựa chọn triển khai các hoạt động có trọng tâm trọng điểm gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của địa phương đơn vị. Theo đó, tại lễ phát động, ban tổ chức đã trao tặng nhiều phần quà từ các nguồn kêu gọi xã hội hóa, ủng hộ cho bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Ngay sau lễ phát động, hơn 100 đoàn viên thanh niên cùng bà con nhân dân đã tiến hành ra quân làm 300 mét đường bê tông nông thôn tại xóm Đon Sài, xã Nam Quang, qua đó góp phần phát huy vai trò tình nguyện, xung kích của tuổi trẻ, tham gia tích cực trong xây dựng nông thôn mới, các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Chương trình thời sự tối nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.